Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẵn sàng chưa? Amen. Sẵn sàng rồi không? Chúng ta nhớ là ngày hôm nay chính là ngày lễ ngũ tuần. Amen. Amen. Lễ vượt qua, tức là ngày mà Chúa Giêsu chúng ta là chiên con của Đức Chúa Trời phải bị giết đó. Và sau 49 ngày, cái ngày thứ 50 là ngày lễ ngũ tuần. Amen. Ngày lễ ngũ tuần này là một ngày lễ rất là phước lành cho cả nhân loại. Amen. Qua Chúa Cứu Thế Giêsu, qua ngày lễ ngũ tuần, thì Đức Chúa Trời đến để ngự trong mỗi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Và đây là phước hạnh lớn lao vô cùng, và chúng ta cần phải hiểu biết thật là sâu nhiệm về chính Chúa đóng ngự trong chúng ta. Amen. Trong Ê-xê-chi-ên 36 từ câu 25 đến câu 38, tôi đọc kinh thánh này: Ta sẽ rải nước trong sạch trên các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch hết mọi ô uế và các thần tượng của mình. Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới và đặt một thần linh mới trong các ngươi. Ta sẽ bỏ đi tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi tấm lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, khiến cho các ngươi đi theo các quy luật và cẩn thận làm theo các sắc luật của ta. Bây giờ các ngươi sẽ cư ngụ trong đất nước mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ là dân ta và chính ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi. Ta sẽ cứu các ngươi ra khỏi một ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì đến và làm tăng thêm nhiều. Ta sẽ không đem đói kém đến. Ta sẽ cho trái cây và nông phẩm nơi đồng ruộng gia tăng nhiều để các ngươi không còn nhục nhã với các nước vì nạn đói. Bây giờ các ngươi sẽ nhớ lại các đường lối xấu xa và những hành động không tốt của mình. Các ngươi sẽ ghê tởm chính bản thân mình vì những tội lỗi và những điều ghê tởm của các ngươi. Chúa toàn năng tuyên bố, không phải vì đất các ngươi mà ta hành động. Hãy biết rõ điều đó. Ở nhà Israel, các ngươi phải cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì đường lối của mình. Chúa toàn năng phán như vậy: trong ngày ta thanh tẩy các ngươi hết mọi tội lỗi, khiến những thành của các ngươi có người cư ngụ và tái thiết những nơi đổ nát của các ngươi. Bây giờ đất khoan phế sẽ được cày cấy thay vì bỏ hoang trước mặt mọi người qua lại. Người ta sẽ nói: đất phong phế này đã trở nên như vườn Eden và các thành phố đổ nát phong phế tàn phá kia nay được công củng cố và có người cư ngụ. Bây giờ các ngươi còn lại chung quanh, những người còn lại chung quanh bây giờ sẽ biết rằng chính ta là Chúa. Ta sẽ xây dựng những nơi bị phá hủy, sẽ trồng trọt lại những nơi hoang phế. Chính ta là Chúa, ta đã phán thì ta sẽ làm. Chúa ta đang phán như vậy: ta cũng sẽ cho nhà Israel ta làm cho chúng điều này, ấy là gia tăng số người cũng chúng nó lên như đàn chiên làm sinh tế, như đàn chiên tại Jerusalem và các dịp lễ các thành đổ nát đầy những đoàn người như thế, và người ta sẽ biết rằng chúng ta là Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Thánh Linh của Chúa cả đang thị ở đây với chúng con, và nguyện lời của Ngài là thần linh và sự sống cho chúng con. Cảm ơn Thánh Linh đã đến, đã lãnh đạo hội thánh của Ngài và được trong mỗi đời sống chúng con, và dẫn dắt chúng con để chúng con có thể thấu hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúng con thấu hiểu được sự sống nhiệm của lời Đức Chúa Trời, để chúng con thật sự trưởng thành, hiệp nhất tầm thức quốc gia đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng thời giờ này trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa sáng nay là người hướng dẫn chương trình, cũng nhắc nhở về những ơn phước mà Chúa ban.
Và trong đoạn kinh thánh này chúng ta có đề tài đó là ơn phước Chúa ban cho loài người. Ơn phước Chúa ban cho. Và chính mỗi một đời sống của chúng ta là những người đã hưởng ơn từ nơi Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa khi loài người ở trong tội lỗi. Thì Kinh Thánh ghi rằng Chúa Giêsu đến để chết thay cho loài người. Chúa Giêsu đến để đổ huyết ra mua chuộc những người tin nhận Ngài ra khỏi quyền lực của sự cấu tâm và đem vào vương quốc sáng láng của con yêu dấu Ngài. Họ ra khỏi vương quốc của Sa-tan mà đến với nước của Đức Chúa Trời. Đây là chương trình hoạt định mà Đức Chúa Trời đã làm. Amen. Qua sự thương xót, qua sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha, qua sự thánh hóa bởi Đức Thánh Linh để vâng phục, và qua huyết của Chúa Giêsu mua chuộc mỗi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cái thánh ghi rằng là ta sẽ rải nước trong sạch trên các ngươi, các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch hết mọi ô uế và các thần tượng của mình. Trong đời sống của loài người, chúng ta biết rằng sau Adam thì con người trở thành ô uế, con người đầy dẫy tội ác, con người chống nghịch Đức Chúa Trời, và con người đầy dẫy những hình tượng trước mắt của mình và hình tượng trong tâm trí của mình, hình tượng trong tấm lòng của mình. Có rất nhiều điều đó, và chúng ta nhìn ra thế gian thì chúng ta thấy là thế gian đang thờ lại hình tượng, thế gian đang thờ lại những vị thần mà họ không biết, họ đang thờ lại ma quỷ, và tất cả đều dưới quyền cai trị của Satan. Trong khi đó, Chúa Giêsu của chúng ta đã chết, Chúa Giêsu chúng ta đã đắc thắng thế gian, đắc thắng ma quỷ rồi, kẻ cầm quyền của sự chết đã bị phá hủy rồi, nhưng mà họ vẫn chưa biết được, chưa đến để mà thờ lại Đức Chúa Trời của mình là đấng hàng sống. Họ vẫn còn ở trong sự thờ lại hình tượng, họ vẫn còn ở trong sự ô uế đầy dẫy những tội lỗi, và chúng ta nhớ rằng họ cần phải được thanh tẩy. Những người chưa được thanh tẩy phải cần được thanh tẩy. Amen. Ngài nói rằng là ta sẽ rải nước trong sạch trên các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch hết mọi ô uế và các thần tượng của mình. Đây là điều Chúa làm. Chúng ta không thể lấy công đức của mình hay là gọi là cái công bằng của mình, những cái điều tốt của mình để chúng ta có thể thanh tẩy được tội lỗi hay là các thần tượng trong đời sống của mình. Nhưng mà việc thanh tẩy đó chính là việc của Đức Chúa Trời, của một người cha đầy tình yêu thương, của một người cha sẵn sàng hy sinh con một của mình để chết thay cho mỗi đời sống chúng ta. Kinh Thánh ghi rõ rằng là Đức Chúa Trời đã khiến đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, và chúng ta được tuyên xưng công chính bởi Chúa Cứu Thế Giêsu trong Đức Chúa Trời. Qua sự chết của Chúa Giêsu, huyết đó mua chuộc đời sống chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi các thần tượng, và lời của Đức Chúa Trời cũng đem lại sự tẩy sạch cho chính đời sống của chúng ta. Như Chúa Giêsu đã phán rằng các ngươi được sạch bởi lời ta bảo trợ. Amen. Chúng ta được sạch là bởi huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta được sạch là bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sạch là bởi sự thánh hóa của Đức Thánh Linh. Trong Phi-líp đoạn 1 câu số 2 nói rõ về công việc của ba thân vị của Đức Chúa Trời đem đến cái sự cứu chuộc, đem đến cái sự tẩy sạch trên chính mỗi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài nói rằng là ta sẽ rải nước sạch trên các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch hết mọi ô uế các thần tượng của mình, các ngươi sẽ được sạch, các
sạch và ta sẽ rót nước, ta sẽ làm điều mà các ngươi không thể hiểu được. Đó là cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 3 có nói về Chúa Giê-xu là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã giấu kỹ trong các thời trước, không cho ai biết. Nhưng mà ngày hôm nay Đức Thánh Linh sẽ khải thị cho các sứ đồ thánh, các tiên tri thánh của Đức Chúa Trời để biết được cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, đó là qua Chúa cứu thế Giê-xu có người được tha tội, có người được tẩy sạch, có người trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Đây là điều con người không thể hiểu nổi. Nhưng mà ai tiếp nhận Chúa Giê-xu, người ấy sẽ được mặc khải, người ấy sẽ được bày tỏ, và người ấy sẽ có hiểu rằng tội lỗi là chỉ bởi Đức Chúa Trời thắng hóa mà thôi, chỉ bởi Đức Chúa Trời tẩy sạch mà thôi. Ngoài ra con người không thể nào cố gắng gắng sức mình hay là khôn ngoan của mình để đem lấy sự tẩy sạch cho mình. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho mỗi một đời sống của chúng ta. Ngài nói là Ngài sẽ, và Ngài đã làm rồi. Amen. Cách đây 2023 năm Chúa Giê-xu đã chết rồi, Ngài đã giáng sinh rồi. Và 2000 năm qua thì Chúa Giê-xu đã chết thật sự, Ngài đã đổ huyết ra và Ngài đã mua chuộc đời sống của chúng ta. Ngài đã gánh tất cả tội lỗi, bệnh tật, sự lúa xả cho ta lên thập tự giá rồi. Nên ai tin nhận Ngài, ai tiếp nhận Chúa Giê-xu thì được xưng là công chính. Amen. Có nghĩa là được tẩy sạch tất cả những tội lỗi, tất cả những hạnh phúc. Chúng ta là người đã được tẩy sạch rồi, không còn hình tượng nào trong đời sống của chúng ta cả. Không phải là chỉ là những hình tượng bên ngoài ngày xưa chúng ta thờ phượng, thờ người chết, thờ những hình tượng chúng ta không biết, thờ lại những cái điều mà ma quỷ đã khiến chúng ta phải làm điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thờ lại một đấng hàng sống, đó là Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là đấng hàng sống. Amen. Và qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta ngày hôm nay chúng ta được bày tỏ về cái sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Amen. Chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần, có nghĩa là bằng tâm linh của chúng ta, bằng tâm linh của chúng ta. Một tâm linh được tái sanh, một tâm linh đã được sống lại, đã được phục hồi, và tâm linh ấy sẽ làm chủ cuộc đời của mình, và tâm linh ấy sẽ thờ phượng một Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là thần, chúng ta phải lấy tâm thần là thật mà thờ phượng. Amen. Không thể lấy cái gì khác trong thời tân ước này. Amen. Phải là một tâm linh sống lại, một tâm linh được tái sanh mới thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống được. Amen. Và lẽ thật đó là lời của Đức Chúa Trời nói chúng ta thờ phượng Chúa bằng điều gì? Chúng ta thờ phượng Chúa là phải nhảy nè, thờ phượng Chúa là phải vỗ tay nè, thờ phượng Chúa là phải quỳ nè, và sắp mình xuống đất để mà thờ phượng. Và nhiều cách thờ phượng dân lý cũng là sự thờ phượng tấm lòng chúng ta, thờ phượng một Đức Chúa Trời. Và chúng ta có nhạc cụ gì chúng ta hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Từ trống mã la kêu rèn gì đó, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, vì đó là đẹp lòng của Chúa Trời. Amen. Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới và đặt một thần linh mới trong các ngươi. Ta sẽ bỏ đi tấm lòng bằng đá của xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi tấm lòng bằng thịt. Amen. Cảm ơn Chúa. Khi Ngài tẩy sạch cái sự ô uế trong tấm lòng của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta, trong thân thể của chúng ta, Ngài tẩy sạch và Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới. Amen. Không phải là tấm lòng bằng đá. Chúng ta biết là tấm lòng bằng đá người ta thường nói là cứng lòng, nói không chịu nghe lời Chúa phán. Mà nếu mà tấm lòng bằng đá thì không nhận được cái gì cả. Lời Chúa đến thì nó dội ra bên ngoài. Nhưng mà Chúa nói là Ngài sẽ đổi tấm lòng của chúng ta. Tấm lòng bằng đá sẽ được thay đổi bằng tấm lòng bằng thịt. Amen. Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới và đặt một thần linh mới trong các ngươi.
Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới và đặt một thần linh mới trong các ngươi. Amen. 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 Ta sẽ bỏ đi tấm lòng bằng đá của xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi tấm lòng bằng thiên. Amen. Đây là điều mà Đức Chúa Trời làm trên chính đời sống chúng ta. Chứ chúng ta không phải cố gắng giỏi giang gì mà chúng ta có thể thay đổi một tấm lòng mới được. À, như vậy thì tất cả điều này là bởi Đức Chúa Trời hành động, bởi Đức Chúa Trời làm việc trong chính đời sống của mình. Nên chúng ta hãy biết ơn Đức Chúa Trời. Hãy nhớ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời của chúng ta. Một tấm lòng mới, một vị thần mới sẽ đến vào người trong tấm lòng đó. Đây là ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Amen. Chúng ta nhớ những câu chuyện thần thoại không? Chẳng hạn như là những câu chuyện như là Aladdin và cây đàn thần vậy đó. Cái người mà có một vị thần á, làm nhiều phép lạ đó. Ồ, người đó quá tuyệt vời đúng không? Đó là những câu chuyện thần thoại mà chúng ta nghe rất là nhiều. Ai đó mà tiếp nhận một vị thần nào đó, vị thần đó giúp đỡ đời sống của mình, vị thần đó làm nhiều phép lạ trong cuộc đời của mình. Ồ, người đó được phước quá phước không? Nhưng mà nó chỉ là thần thoại thôi. Amen. Nhưng mà đây là sự thật. Thánh linh của Đức Chúa Trời đến khi chúng ta được Đức Chúa Trời đổi mới tấm lòng chúng ta. Tấm lòng bằng đá đó trở thành tấm lòng bằng thịt. Tấm lòng mà cứng cỏi đó, chống nghịch Đức Chúa Trời, không nghe lời Đức Chúa Trời đó, bây giờ trở thành một tấm lòng bằng thịt, là tấm lòng có thể nhận lãnh lời của Đức Chúa Trời. Trong Cô Tô Chì đoạn 3 thì nói gì chúng ta nhớ không ạ? Phaolô nói là anh em là bức thư mà chúng tôi đã soạn cả. Không phải viết bằng mực, nhưng mà viết bằng thánh linh của Đức Chúa Trời. Không phải viết bằng bảng đá, nhưng mà viết trong tấm lòng của anh chị em. Amen. Không phải viết trên bảng đá ngày xưa của dân Israel nữa, nhưng mà viết bằng thánh linh của Đức Chúa Trời trong tấm lòng anh chị em. Nên tấm lòng của anh chị em ngày hôm nay là tấm lòng mới, và lời của Đức Chúa Trời được ghi vào tấm lòng của anh chị em mà viết là bằng thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Ngày hôm nay anh chị em có phải là giải lời của Đức Chúa Trời không? Amen. Bởi thánh linh ghi vào, bởi thánh linh viết vào. Phaolô ông tiếp tục nói lời Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước về chữ viết, nhưng mà giao ước thánh linh. Vì chữ viết thì giết chết, nhưng mà thánh linh thì ban sự sống. Amen. Thánh linh thì ban sự sống, chữ viết thì giết chết. Chúng ta ở trong ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta ở trong giao ước huyết của Chúa Giêsu là giao ước mới. Và tiếp tục một giao ước thứ hai, đó là giao ước thánh linh. Amen. Đức Chúa Trời ban thánh linh đáng, và chúng ta là những người nhận lãnh Đức Thánh Linh, và thánh linh của Đức Chúa Trời ghi lời của Đức Chúa Trời trong tấm lòng của chúng ta, có nghĩa là trong bản thịt của chúng ta, chứ không phải là bản đá. Amen. Amen. Nếu ngày hôm nay lòng của chúng ta chai cứng, lòng của chúng ta không vâng phục lời của Đức Chúa Trời, không tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải công bố, bởi vì năng thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ phá đổ những gì cứng cỏi trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục khát khao, ước ao nhận lời của Đức Chúa Trời. Như Jeremy nói rằng là khi lời Ngài phát ra thì tôi đã ăn nuốt. Lời Ngài phát là nuốt. Amen. Amen. Giống như người mẹ mà cho con bú. Amen. À, con nó khát khao sữa thì mẹ nó tiếp sữa cho nó thì nó uống no mà thôi. Amen. Nên ngày hôm nay lời Đức Chúa Trời là sữa thiêng liêng của đạo, và chính đời sống của chúng ta cần phải uống sữa thiêng liêng mỗi ngày. Amen. Để chúng ta trưởng thành. Lời Chúa cũng là đồ ăn, lời Chúa là sự sống, lời Chúa có quyền năng để đền cho đời sống chúng ta trở thành một con người trưởng thành, trở thành một con người có thể gọi là dương nổi cung độc, là chiến sĩ cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Ngày hôm nay quý bạn chị em còn bị thần nào trong lòng của mình không? Có còn không?
Nếu chúng ta yêu mấy tiền bạc, chúng ta đang có một vị thần, đó là thần tài, đúng không? Còn nếu chúng ta thần tượng ai đó, nhiều người thần tượng ca sĩ, nhiều người thần tượng diễn viên, nhiều người thần tượng người này người kia, chúng ta là có những thần tượng. Và những gì thuộc về thế gian này mà chúng ta yêu mến là chúng ta thần tượng. Và tôi nói với học thánh của Chúa nè, thế giới này không có gì đáng yêu bằng Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng yêu thương và đấng vô cùng tuyệt vời, đã hy sinh và cứu chuộc đời sống chúng ta. Khi quý vị bước vào trong thiên đàng đời đời trên trời này, quý vị có hiểu sao không? Chúng ta bước vào thiên đàng ngay trên đất này đã hiểu rồi. Chúng ta có thánh linh của Đức Chúa Trời ngự trong đời sống chúng ta là chúng ta hiểu được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta hòa thực thành lực, vì Đức Thánh Linh không hiểu mọi sự, cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta không hiểu mọi sự và cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Những gì Thánh Linh bày tỏ thì chúng ta sẽ thấu hiểu. Chúng ta đừng bỏ qua những điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Đừng quá bận rộn thời gian công việc làm trong đời này mà chúng ta bỏ qua lời của Đức Chúa Trời, suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta bỏ qua sự giao thông với Thánh Linh của Chúa. Chúa Thánh Linh là điều tốt nhất cho chúng ta mà Đức Chúa Trời đã ban cho rồi. Không có gì tốt hơn Đức Thánh Linh. Thế giới này không có gì tốt hơn Đức Thánh Linh đâu. Amen. Điều thứ hai mà chúng ta cần đó là hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, khiến các ngươi đi theo quy luật và cẩn thận làm theo các sách luật của ta. Ta sẽ ban thần mới cho các ngươi. Gì nữa? Khiến cho các ngươi đi theo các quy luật và cẩn thận làm theo các sách luật của ta. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta rằng là ta đi là ích lợi cho các ngươi, nếu ta không đi thì Thánh Linh sẽ không đến với các ngươi. Nhưng mà khi Ngài đến, Ngài chính là thần lẽ thật, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Amen. Ngày lễ cuối cùng là ngày lễ mà các môn đồ của Chúa Giêsu nhận lãnh Đức Thánh Linh. Họ được bắt tên trong Đức Thánh Linh. Đây là lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Có nghĩa là ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, khiến cho các ngươi đi theo các quy luật và cẩn thận làm theo các sắc luật của ta. Có nghĩa là Thánh Linh của Ngài đến, Thánh Linh của Ngài đổ xuống, và Thánh Linh của Chúa ngự trong quý ông bà anh chị em, là ngự trong tấm lòng của chúng ta, chứ không phải ngự trong cái nhà thờ. Amen. Ngày hôm nay đền thờ của Chúa ở đâu? Ở đâu ạ? À? Khi Chúa Giêsu đến thì Ngài nói như thế này: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái người ta không hiểu rồi. Nó rằng là nhà thờ này nè, đền thờ Jerusalem này mà người ta xây dựng suốt 46 năm. Còn ông thì ông nói là 3 ngày ông xây dựng lại. Điều khó hiểu vô cùng không? Nhưng mà cái thánh ghi rõ rằng là Chúa Giêsu nói đền thờ chính là thân thể của Ngài. Khi Chúa Giêsu đến, Thánh Linh ngự trong Chúa Giêsu, chứ Thánh Linh không ngự trong đền thờ Jerusalem nữa. Amen. Thánh Linh ngự trong Chúa Giêsu, Thánh Linh đồng hành với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chính là đền thờ. Amen. Và sau công vụ các sứ đồ thì chúng ta thấy rằng hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời. Amen. 120 người đó Thánh Linh giáng xuống và Thánh Linh ngự trong họ. Amen. Amen. Rồi sau đó bài giảng của Phi-rơ 3.000 người tiếp nhận Chúa, Thánh Linh ngự trong tấm lòng của họ, chứ không phải ngự trong đền thờ Jerusalem nữa. Và ngày hôm nay cũng vậy, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh chị em, chứ không phải Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự ở đây. Nếu anh chị em không đến đây, đây là cái nhà thờ,
Bảo vệ không? Chúa không cần ở đây. Khi nào hậu thánh của Chúa đến thờ phượng thì thánh linh của Chúa có ở đây. Amen. Ngài hiện diện ở với chúng ta. Nhưng mà cái nhà này đóng thì thánh linh không ở đây. Nhưng mà thánh linh ở với mỗi tín hữu. Anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời và thánh linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh chị em. Amen. Chứ không phải ngự một nơi nào đó. Ngài là đấng toàn tri, Ngài biết tất cả mọi sự, Ngài là đấng toàn năng, Ngài làm được tất cả mọi sự, và Ngài là đấng toàn tại. Amen. Ngài ở khắp mọi nơi và Ngài đang ở trong anh chị em. Nơi nào có người tin nhận Chúa Giêsu, người đó được nhận lãnh thánh linh của Đức Chúa Trời, nơi ấy là nơi Chúa ngự. Người đàn bà Samari nói rằng là tổ phụ của tôi thờ phượng Chúa trên đỉnh núi này, phải không? Còn người Israel thì thờ phượng nơi Jerusalem. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rõ ràng là giờ đã đến rồi, ta đã đến rồi. Không phải thờ phượng trên núi này, cũng chẳng phải thờ phượng tại Jerusalem. Vì Đức Chúa Trời là không, ai thờ phượng Ngài họ lấy công thần lẽ thật mà thờ phượng. Amen. Tâm linh của chúng ta là nơi Chúa ngự, chúng ta thờ phượng tại nơi đó. Amen. Tại tâm linh của chúng ta, tại nơi tâm linh của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi thờ phượng của chúng ta, chứ không phải là cái nhà thờ kia mới có Chúa. Amen. Nhà thờ kia không ai đến thì Chúa cũng chẳng ở đó đâu. Amen. Thì chúng ta đang ngoài rừng, Chúa vẫn ở với chúng ta. Thì chúng ta xuống dưới biển, Chúa vẫn ở với chúng ta. Thì chúng ta đi trên đường, Chúa đang ở với chúng ta. Chúa sẵn sàng làm bất cứ điều gì khi chúng ta công bố. Amen. Khi chúng ta đặt tay, khi chúng ta chữa lành, khi chúng ta rao giảng thành khắp mọi nơi, thì Chúa cùng làm việc với chúng ta, vì Chúa đang ở với chúng ta. Như vậy thì khi Chúa ngự trong quý vị thấy có được phước không? Được phước không? Lớn lao vô cùng, vĩ đại vô cùng. Amen. Không có gì sung sướng bằng một vị thần, đó là thần linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta. Amen. Ngài ngự trong chúng ta thì phước lành vô cùng. Không phải các vị thần mà thế gian này huyền thoại đã có những cái câu chuyện huyền thoại, nhưng mà chúng ta có thánh linh của Đức Chúa Trời là vị thần mà Đức Chúa Trời ban xuống cho chúng ta là rất thật, và Ngài luôn luôn làm phép lạ khi chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Những cái vị thần trong huyền thoại thì chúng ta thấy rằng là những cái vị đó làm phép lạ rất là nhiều cho họ, đúng không? Họ được phước vô cùng, phải không? Hay là vài ba phép lạ cho đó thôi hết, phải không? Còn thánh linh của Đức Chúa Trời thì Ngài làm phép lạ suốt cuộc đời của chúng ta. Amen. Ngài ngự trong chúng ta, Ngài muốn làm điều gì đó đến cuộc đời của chúng ta, Ngài muốn biến đổi cuộc đời của chúng ta. Amen. Phép lạ lớn lao đó là Ngài có quyền năng để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Thánh linh đến chủ yếu là Ngài trước hết là biến đổi cuộc đời của chúng ta trước hết, chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta trước hết, phá rỡ tất cả những đồn lỵ trong tâm trí của chúng ta, những gì cũ kỹ. Có nghĩa là ta phải đặt thần mới trong các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một tấm lòng mới, và các ngươi trở thành là những người mới. Mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự được trở nên mới. Amen. Anh chị em muốn được đổi mới hay là muốn thích người cũ? Có nhiều người thích thích cái gì cũ cũ, phải không? Sao im lặng quá nha. Có nhiều người thích đồ cổ. Đồ cổ thì thích nó có giá trị thôi, nhưng mà con người mình cổ là coi như không có giá trị đến ngày hôm nay đâu. Amen. Ngày hôm nay là chúng ta phải đổi mới, chúng ta phải cập nhật liên tục, mỗi ngày cập nhật liên tục. Chúng ta biết tình hình thế giới, chúng ta biết tình hình là Chúa sắp xảy đến như thế nào, Chúa Giêsu chúng ta đến như thế nào. Chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh để xem lời của Đức Chúa Trời nó ứng điện là tới đâu rồi, biết bao nhiêu lời Đức Chúa Trời mấy ngàn năm trước và bây giờ đã ứng điện. Chỉ còn một chút xíu nữa là Chúa Giêsu đến rồi là đủ cho chúng ta rồi, tất cả đều được ứng nghiệm rồi, bây giờ chỉ chờ ngày Chúa Giêsu đến nữa mà thôi. Amen. Chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải cập nhật, chúng ta phải suy gẫm để chúng ta thấu hiểu được
Và chúng ta có biết rằng là mình được cất lên không? Được không? Được. Chắc không? Chắc. À, như vậy tôi cũng an tâm. Đâu nè, nếu anh chị em mà không chắc là từ hơn mệt nên phải cần phải học giáo lý lại đó. Phải không ạ? Phải chắc chắn rằng chúng ta là người đã tin nhận Chúa Giêsu mà chúng ta được thanh tẩy tất cả ô uế tội lỗi thần tượng trong đời sống chúng ta rồi, và chúng ta đã nhận lãnh thánh linh của Đức Chúa Trời ngài ngự trong chúng ta, và quyền năng của ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Hãy để cho thánh linh biến đổi cho tâm trí. Amen. Hãy để cho thánh linh biến đổi. Cái gì đó còn lại cũ kỹ thì chúng ta để thánh linh biến đổi đi. Đồng ý không ạ? Bởi vì cái người mới là cái người vô cùng tuyệt. Cái người mới là cái người mà được gọi là con của Đức Chúa Trời. Những người mà bắt bẻ Chúa Giêsu, phải không? Chúa nói là bởi vì các ngươi là không phải là dòng dũng của Abraham, nhưng mà các ngươi có một người cha đó là quỷ vương. Ban đầu nó là kẻ nói dối và cha có sự nói dối. Các ngươi không phải là dòng dũng của Abraham mà dòng dũng của quỷ vương. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta biết rằng qua Chúa Giêsu chúng ta là dòng dõi của Đức Chúa Trời. Amen. Dòng dõi của thầy tế lễ nhà vua là thầy tế lễ theo dòng Melchizedek, là thầy tế lễ của vua của các vua và chúa của các chúa. Nên chúng ta cần phải ý thức được địa vị của chúng ta, cần phải ý thức được chính mình là ai trước mặt Đức Chúa. Có nghĩa là một công trình vĩ đại vô cùng đã đến trên mỗi quý ông bà anh chị em để tái tạo quý ông bà anh chị em, để anh chị em trở nên một con người mới. Đó là công trình vĩ đại, một sự hy sinh lớn lao vô cùng để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta trở nên như hôm nay Phaolô nói rằng là tôi nay thể nào là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Và ơn của ngài ban cho con không phải là uổng. Amen. Amen. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, cho các ngươi đi theo quy luật và cẩn thận làm theo các sắc luật của ta. Amen. À, ta sẽ cứu các ngươi khỏi sự ô uế, ta sẽ gọi lúa mì đến làm gia tăng thêm nhiều, ta sẽ không đem đói kém đến các ngươi. Chúa thánh linh đi, ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ. Amen. Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Ai là người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh? Người đó khát khao lời của Đức Chúa Trời. Và người đó phải suy gẫm lời Đức Chúa Trời. Người đó hằng ngày phải đọc lời Đức Chúa Trời, suy gẫm lời Đức Chúa Trời. Và xin Thánh Linh Chúa soi sáng để chúng ta có thể thấu hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Amen. Thánh linh của ngài ban xuống cho chúng ta không phải để chúng ta nói là ô tôi có thánh linh của Đức Chúa Trời, tôi có một vị thần rất là vĩ đại ở với tôi, và chúng ta không trở thành một con người gọi là những con người siêu nhiên vĩ đại cho Đức Chúa Trời thì không có ai thấy chúng ta. Họ thấy chúng ta vẫn tội lỗi như họ, họ thấy chúng ta vẫn bình thường như họ, họ thấy chúng ta chẳng có thấy cái gì là mới, chẳng thấy là phép lạ cả, thì chúng ta vẫn ở trong cái sự khinh thường của thế giới loài người. Nhưng mà nếu chúng ta trở nên một người đầy ải quyền năng, đi ra là đặt tay chữa lành, đi ra làm những việc siêu nhiên, đi ra là đầy ải những phép lạ, thì sao? Mọi người sẽ tôn trọng và Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Tôi nói rằng hôm nay là ngày lễ cuối tuần, Chúa nhắc lại đời sống của chúng ta. Ngày mà thánh linh của Đức Chúa Trời đã đổ xuống trong phòng ca, và tiếp tục ngày đổ xuống đối với Phaolô là Saulô, ngày đổ xuống trong xứ Samari, ngày đổ xuống tại thành Ê-phê-sô trong công vụ các sứ đồ đoạn 19, đoạn 10, đoạn 8, đoạn 9, ngày đổ xuống và ngày tiếp tục đổ xuống. Amen. Ngày tiếp tục đổ, bởi vì Phi-rơ nói là lời hứa này thuộc về các ngươi, dòng dõi của các ngươi và hết thảy những người ở xa là những người mà Đức Chúa Trời sẽ gọi. Như vậy thì lời hứa về Đức Thánh Linh là ban cho tất cả từ thế hệ đầu tiên, từ ngày lễ ngũ tuần mà các môn đồ nhận lãnh hậu thánh đầu tiên cho đến
ngày hôm nay và tương lai nữa để thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống cho những người khát khao ngài. Ai khát hãy đến cùng ta mà uống, ai tin ta thì sông nước hằng sống phải chảy trong lòng người ấy. Amen. Ngài nói điều đó chỉ vì Đức Thánh Linh mà ai tin ngài sẽ nhận lên. Và tôi nhắc cho Thánh Chúa là Thánh Linh là món quà tốt nhất đã ban cho rồi. Anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi, Thánh Linh ngự trong anh chị em. Anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em. Đấng hay làm phép lạ đang ở trong đời sống anh chị em thì anh chị em không thể còn cái đời sống cũ được. Amen. Phải đổi mới. Amen. Phải tẩy sạch tất cả những gì ô uế, những gì cũ kỹ, những tâm trí của thế gian, những ý tưởng của thế gian, những cái gì đó thuộc về con người xác thịt. Chúng ta cần phải được thanh tẩy. Mọi bệnh tật phải được chữa lành. Phải được chữa lành. Đền thờ của Đức Chúa Trời không thể có bệnh tật, không chứa bệnh tật. Amen. Nếu có bệnh tật thì phải thanh tẩy. Có bệnh tật thì công bố đuổi nó đi, công bố phá hủy nó. Và chúng ta cần phải được chữa lành để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Một thân thể yếu đuối không thể hầu việc Đức Chúa Trời được. Một thân thể bệnh tật nằm dưới giường không thể hầu việc Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta cần có sức khỏe để mà thờ phượng Chúa, để mà hầu việc Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhớ là Thánh Linh của Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta vào mọi nơi. Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới và đặt một thần linh mới trong các ngươi. Amen. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, khiến cho các ngươi đi theo các quy luật và cẩn thận làm theo các sắc luật của ta. Chúng ta biết rõ rằng thân xác của chúng ta, xác thịt này không thể làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời được. Nó chống lại với các luật của Đức Chúa Trời và nó cũng không có khả năng phong phục được. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến thì ngài tẩy xóa chúng ta, ngài thánh hóa chúng ta, để cái thân xác này, cái xác thịt này có thể vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Này, những cái điều nào đó mà chúng ta chưa vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải nhờ Thánh Linh thánh hóa, nhờ Thánh Linh thanh tẩy, để cái tư tưởng đó không còn trong đời sống chúng ta nữa. Nghịch lại, chống lại với lời Đức Chúa Trời là phải thanh tẩy. Amen. Để chúng ta hưởng được phước, hưởng được sự bình an, chúng ta lạc quan, chúng ta sống thoải mái, không còn phải sợ hãi gì. Cái người mà sợ là lý do sao biết không? Bởi vì có tội, nó sợ. Phải vậy không? Cái người phạm tội rồi cái là sợ. Phải? Sợ cả một sư nữa, sợ anh em mình nữa. Phải vậy không? Nên chúng ta đã ra khỏi tội rồi. Lỡ phạm tội ăn hàng ngày, xin Chúa tha thứ và xin biết độ cuộc đời của con, biết độ tâm trí của con, để chúng ta thật sự là một người thánh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh đến, ngài ngự trong tấm lòng anh chị em. Thánh Linh đến nó dẫn dắt anh chị em vào mọi lẽ thật. Thánh Linh đến sẽ thay đổi cuộc đời của anh chị em, từ một người bình thường trở nên người phi thường. Amen. Từ một người tự nhiên trở nên một người siêu nhiên của Đức Chúa Trời, và chúng ta trở thành những con người làm những việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Thật vậy không? Nếu tôi không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tôi không thể đặt tay chữa lành cho người. Tôi không thể làm phép lạ, tôi không thể đuổi quỷ được. Amen. Phải vậy không? Nhưng mà hội thánh của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đuổi quỷ, chúng ta chữa lành, chúng ta làm nhiều phép lạ, và chúng ta nhận được rất là nhiều phép lạ về tài chính, hay tất cả những phép lạ khác, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đến để đời sống của chúng ta. Amen. Phần thứ ba là gì anh chị em biết không? Đó là sự thịnh vượng. Bây giờ các ngươi sẽ cư ngụ trong đất nước mà ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân ta và chính ta là Đức Chúa Trời của các ngươi. Amen. Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế, ta sẽ gọi lúa mì đến mà làm tăng thêm nhiều, ta sẽ không đem đói kém đến, ta sẽ cho trái cây và nông phẩm nơi đồng ruộng gia tăng nhiều, để các ngươi không còn bị nhục nhã với các nước vì nạn đói. Khi ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta là dân sự ngài, là chiên của đồng cỏ ngài, thì chúng ta sẽ ở nơi an toàn. Amen. Chúng ta sẽ ở nơi mà gọi là đất hứa.
còn bị đói kém nữa, vì Ngài cắt khỏi cái sự đói kém ra khỏi đời sống chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những con người sống trong sự thịnh vượng. Amen. Chúa Giêsu đến, xong rồi Ngài về trời, Thánh Linh đến, thánh hóa, Thánh Linh đến, dẫn dắt, Thánh Linh đến có quyền năng để biến đổi, và Thánh Linh đến dẫn chúng ta vào cái sự thịnh vượng, bởi vì chúng ta có một Đức Chúa Trời đấng rất giàu có ở cái lối đời sống của chúng ta, thì chúng ta cần phải hiểu rằng Chúa đưa chúng ta vào cái sự thịnh vượng. Chúa Giêsu chúng ta vốn giàu, nhưng mà Ngài vì chúng ta đã trở nên nghèo, bởi sự nghèo của Ngài mà chúng ta được giàu có. Amen. Có phải vậy không? Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình không có giàu có gì, mà sinh ra nơi chuồng chiên mắng cỏ nghèo hèn. Amen. Rồi Chúa đi giảng đạo thì sao? Con cáo ca hang, chim trời có ổ, nhưng mà con người thì không có chỗ gối đâu. Cho đến khi chết thì sao? Áo của Ngài cũng lột hết, rồi chôn thì chôn mộ người ta. Ngài vốn giàu, nhưng mà vì chúng ta, Ngài trở thành nghèo để chúng ta được giàu sang. Anh chị em có thích giàu không? Thích không ạ? Chúng ta hãy tin vào lời của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã dẫn chúng ta vào sự giàu có. Amen. Hậu thánh của Chúa phải giàu có. Abraham giàu, Isaac giàu, Israel giàu, tất cả giàu có. Những người tin nhận Chúa đều giàu có. Các hậu thánh mà họ áp dụng lời của Đức Chúa Trời, các hậu thánh mở Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt, thì các hậu thánh đó đều giàu có, vô cùng giàu. Vừa rồi cái đoàn của Phúc Âm Đoàn mẹ đi qua Hàn Quốc, khoảng 40 người. Nó là Hàn Quốc quá giàu, quá giàu. Mà máy bay mà nhìn xuống dưới đầy giải Phật tự giá, nhà thờ sang sát, sang sát, giàu vô cùng giàu. Không tưởng tượng nổi, đi thì mới sáng. Mà trước đây họ nghèo hơn cả Việt Nam chúng ta. Chiến tranh Hàn Quốc, Triều Tiên chia đôi đất nước, họ cũng đau đớn vô cùng. Họ bị Nhật đánh, giết, giết cả mục sư, trốn phố tập thể, làm 500 mục sư bị giết. Nhưng mà họ giàu có. Các vị Hàn Quốc qua đây họ nói rằng là đất nước chúng tôi không như đất nước Việt Nam. Đất nước chúng tôi sỏi đá lắm, đất xấu lắm. Việt Nam thì ra ngồi vườn một tát trái cây, còn hai trái cây đã ăn được, cho đất nước chúng tôi có gì. Nhưng mà Hàn Quốc rất giàu, bởi vì Mỹ Đức Chúa Trời ban phước cho Hàn Quốc. Amen. Chúng ta tin rằng hậu thánh của Chúa, tin vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đánh dẫn dắt vào lẽ thật, và lẽ thật có sự thịnh vượng. Thánh Linh sẽ sử dụng hậu thánh của Chúa để hậu thánh của Chúa trở nên giàu có. Amen. Hãy đức tin và hành động. Đức tin và hành động. Chúng ta tin rằng chúng ta giàu có, chúng ta sống như một người giàu có, chúng ta là nguồn phước cho nhiều dân tộc. Amen. Chúng ta sẵn sàng làm mạnh mẽ. Chúng ta xem thử là Đức Chúa Trời có thành tín không. Đức Chúa Trời hứa rằng là ta phát thì ta làm. Amen. Chúng ta có tin lời Đức Chúa Trời không? Nên Chúa phát thì Chúa làm. Nên chúng ta không có nghi ngờ gì lời của Đức Chúa Trời. Hãy làm theo lời của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể thấy được cái sự giàu có trong đời sống của chúng ta. Chúa là Đức Chúa Trời có thể ban phước cho anh em đủ mọi thứ để anh em dư dật và sống đủ được, dư dật cho để làm mọi điều lành. Amen. Ngài ban phước cho chúng ta đầy đủ dư dật để làm mọi điều lành nữa, chứ không phải chỉ đủ ăn mặc. Đấng đã ban hạt giống cho chúng ta, đấng ban hạt giống cho kẻ gieo giống và có bánh để nuôi mình, thì Ngài cũng làm cho chúng ta sinh hóa thêm nhiều và làm cho trái công chính của chúng ta gia tăng, và chúng ta sẽ được giàu trong mọi sự. Amen. Được giàu trong mọi sự. Đó là Cô Tô nhì đoạn 9 từ câu 8 cho đến câu số 11. Chúng ta sẽ được giàu trong mọi sự, chứ không phải là chỉ có tiền đâu. Thế giới này người ta cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà
nhiều người qua đời họ có lời nhắn nhủ, phải không ạ? Có lời nhắn nhủ rằng bạn không thể đem tiền theo được. Amen. Bạn không đem cái gì theo được. Vừa rồi có một ca sĩ mà bị ung thư đó. Tôi ngủ từ khách sạn 5 sao này đến 5 sao khác, nhưng mà bây giờ tôi vẫn ngủ một cái giường của bệnh viện. Tôi đi từ nơi này cho đến nơi kia, bây giờ tôi phải được đẩy, các y tá sẽ phải đẩy tôi đi từ nơi này đến cái điểm xét nghiệm. Coi như là tôi không thiếu món ăn nào, nhưng bây giờ không ăn được cái gì. Đó là điều mà có những người nhắn nhủ lại cho đời sống của chúng ta. Chúng ta là người được phước. Amen. Là những con người được phước, là những người mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta được thịnh vượng. Chúng ta sẽ bước vào đó và có sự thịnh vượng. Và Chúa nói rằng là ta sẽ làm cho trái cây nông phẩm của đồng ruộng gia tăng nhiều, để các ngươi không còn bị nhục nhã với các nước vì nạn đó nữa. Amen. Bởi vì khi mà họ chống nghịch với Đức Chúa Trời thì Chúa hình phạt họ, và họ đói kém, họ đau khổ, và các nước đánh đập họ, các nước cai trị họ, và họ rất là nhục nhã. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời ban phước, Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu đến, Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh đến, Ngài làm cho dân Israel trở nên thịnh vượng. Amen. Đây là điều mà Ngài nói về hậu thánh của Chúa. Tất cả những người Israel tin Chúa và tất cả những người ngoại tin nhận Chúa Giêsu đều trở nên thịnh vượng. Không phải là tất cả những người Do Thái mà được đâu. Khi mà họ có một tấm lòng mới, khi mà họ có Thánh Linh đến thì họ cai trị với đời sống họ, dẫn dắt họ, thì họ mới trở thành những con người thịnh vượng thật sự, là thịnh vượng trong mọi sự, chứ không phải là chỉ tài chính mà thôi. Thịnh vượng trong mọi sự. Đất đai nông phẩm thành phố được phải được tái thiết làm lại. Amen. Amen. Phải được tái thiết, phải được làm lại. Sự công bình, sự bình an, sự công chính sẽ được mọc lên trong sa mạc, trong đồng ruộng phiền diệt. Amen. 32 của Esai từ câu 15 cho đến câu số 18. Khi mà thần linh từ trên cao đổ xuống trên chúng ta, sa mạc trở thành đồng ruộng phì nhiêu, và đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm. Amen. Amen. Khi thần linh đến và biến đổi cuộc đời của chúng ta, một cuộc đời nghèo đói trở thành một cuộc đời giàu sang. Amen. 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 Một cuộc đời khô cằn như sa mạc trở nên sung mãn vô cùng, trở nên ruộng tốt, đồng ruộng phì nhiêu, hay là vườn cây ăn quả. Chúng ta xem lại giữa sa mạc của vườn cây ăn quả sẽ như thế nào, hoàn toàn khác nhau. Amen. Vào vườn cây ăn quả thì thất thân vào sa mạc, phải không ạ? Sa mạc thì lúc thì nước không ra, trái cây cũng không có nữa, không. Nhưng mà đồng ruộng phì nhiêu là chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống, và Ngài biến đổi chúng ta trở thành như là đồng ruộng phì nhiêu, đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm, và cái sự công chính đã ở trong đó. Cái sự công chính của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, bởi vì Ngài tiên sinh chúng ta là công chính. Sự bình an của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, cái sự an toàn của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta, bởi vì Ngài đã dẫn dắt chúng ta. Một Đức Chúa Trời ở với chúng ta, một Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta, thì không ai có thể chống nổi chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì sao? Ai có thể chống chúng ta được? Amen. Có phải là ân phước mà Chúa ban cho mình không? Quá lớn lao, suy ngẫm từng điều một, quá lớn lao. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta không nhờ ơn Chúa, không cậy ơn Chúa để có thể làm bất cứ việc. Chúng ta hay quên, cái tánh hay quên. Không phải mấy ông già cũng quên, nhà ở đây nhỏ cũng quên, thanh niên cũng quên luôn. Mấy ông già thường thường là hay quên. Nhiều lúc ở đây trong một tháng tự nhiên tôi quên mất. Ví dụ tên chú Điện, tự nhiên tôi quên mất, không biết cái tên gì của đó. Đó là già đang đèo hay quên. Nhưng mà ở đây trẻ cũng quên luôn. Mà nếu chúng ta quên thì sao? Chúng ta thiệt thòi và chúng ta mất đi những phước lành. Amen. Thánh Linh đã đến đem sự thịnh vượng cho chúng ta, đem sự giàu có cho chúng ta. Và có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Chúng ta hát, chúng ta nói, nhưng mà chúng ta không làm. Nên ngay giờ này cho đi, hãy làm đi.
Amen. Có Ngài cùng làm việc với chúng ta, có một đấng toàn năng đang làm việc với chúng ta thì hơn là một mình chúng ta làm chứ. Ngày xưa chúng ta mồ côi mà, chúng ta đâu có cha đâu. Chúng ta đi lang thang trong cuộc đời này, trong thế gian này, chúng ta là người lang thang mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta về nhà cha rồi, amen, thì chúng ta làm cho cha và chúng ta hướng gia tài của cha mình, amen. Nhiều người nói là bây giờ, ngày xưa đi lang thang nhưng mà tự do, muốn làm gì làm. Nhưng bây giờ về nhà cha thì nó làm thêm mặt lĩnh của cha, hơn cực. Nhưng mà cực nhưng mà hưởng. Phaolô nói rằng anh em được tự do trong tội lỗi rồi, kết cục là gì? Anh em nhận được cái gì? Đó là sự chết. Amen. Đó là sự chết. Còn bây giờ chúng ta được tự do trong thánh linh, mà tự do trong thánh linh không phải là muốn làm gì làm nữa, nhưng mà thánh linh là đã dẫn dắt chúng ta để chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải làm theo ý chúng ta được. Cái ý riêng của chúng ta phải từ bỏ đi. Amen. Phải bỏ đi, bởi vì đó là hậu quả của cây biết điều thiện và điều ác. Khi họ biết điều thiện điều ác thì Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Trời nói rằng con người biết điều thiện điều ác một bậc bằng chúng ta. Có nghĩa là lĩnh vực điều thiện điều ác là con người biết bằng Chúa luôn. Nên khi biết điều thiện điều ác rồi, tự quyết định cho mình không cần Chúa. Đó gọi là ý riêng. Và đó là một cái nọc độc vô cùng lớn lao mà chúng ta không thể tẩy xóa được. Chỉ có một điều duy nhất là hãy cậy thánh linh mà sống. Hãy nhờ thánh linh dẫn dắt thì chúng ta ra khỏi cái điều thiện điều ác đó. Ra khỏi cái nọc độc của tội lỗi chúng ta là Adam Eva đó. Ra khỏi điều đó. Không còn ý riêng đường riêng nữa. Chỉ là ý muốn Chúa mà thôi. Ý cha có được ngay trên đời sống của con, chứ không phải là ý con. Amen. Chúng ta biết được điều đó mà. Nên chúng ta cần phải được thành tẩy. Và Chúa nói rằng là chúng ta hãy nhận biết Chúa. Bây giờ các ngươi sẽ cư ngụ trong đất nước mà ta ban cho tổ phụ các ngươi, tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân ta và chính ta là Đức Chúa Trời của các ngươi. Amen. Khi chúng ta làm chọn những cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm, chúng ta nhận Chúa Giêsu, chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh, chúng ta để Thánh Linh biết đội, để Thánh Linh dẫn dắt chúng ta giống như một đứa con trẻ vậy đó, đeo theo mẹ của mình, thì chúng ta hãy đeo theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta lập chọn điều đó thì chúng ta sẽ biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta và chúng ta là dân sự của Ngài, là chiên của đồng bọn. Đây là một cái điều mà chúng ta nhận biết là qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta là dân sự Ngài, là chiên của đồng cỏ. Nhiều hội thánh người ta không biết Đức Chúa Trời, họ biết trong văn tự mà thôi, họ không kinh nghiệm một Đức Chúa Trời sống, họ không kinh nghiệm những cái phép lạ Đức Chúa Trời làm trên cuộc đời của mình, họ không kinh nghiệm sự chữa lành, họ không kinh nghiệm đủ quỷ, họ không kinh nghiệm những cái phép lạ về tài chính hay là những cái phép lạ, nhiều cái phép lạ khác họ không kinh nghiệm. Họ chỉ văn tự mà thôi, họ biết Đức Chúa Trời qua văn tự mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết Đức Chúa Trời thật sự bởi quyền năng của Ngài bày tỏ, bởi sự giao thông chúng ta nghe tiếng phán của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rõ một Đức Chúa Trời thật sự có hiện diện trong đời sống chúng ta, con người trong đời sống chúng ta. Nếu anh chị em biết rằng Chúa ngự trong anh chị em dám nói bậy không? Nếu biết Chúa ngự trong anh chị em thì chúng ta có lướt web hoài không? Bởi vì khi mà lướt web thì Chúa cũng lướt theo với chúng ta vậy đó. Bởi vì Chúa ở với chúng ta, chúng ta Chúa là một rồi. Chúng ta kéo Chúa vào cái chỗ đó, vào mạng này, vào mạng kia, chúng ta say mê. Như vậy là bắt Chúa phải đi theo chúng ta phải không? Chúa là đấng toàn tri đúng không? Chúa biết hết mọi sự phải không? À, như vậy thì chúng ta, nếu chúng ta tình trạng như vậy là chúng ta không kính sợ Chúa và chúng ta không biết rõ Chúa đang ngự trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày lễ ngũ tuần, ngày mà Thánh Linh giáng lâm, ngày Chúa nhắc lại đời sống chúng ta, cần phải biết rõ rằng Chúa là Đức Chúa Trời và chúng ta là dân sự của Ngài, là chiên trong đồng cỏ Ngài. Chúng ta bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, là vương quốc thiên đàng chứ không thuộc về thế gian nữa. Chúng ta phải sống theo luật lệ của thiên đàng chứ không sống theo luật lệ của xác thịt nữa. Amen.
Phải sống như vậy chúng ta mới được phước, còn không thì chúng ta thấy rằng là đau ốm bệnh tật sự chết nó có đeo bám trên cuộc đời của chúng ta, tội lỗi có đeo bám trên cuộc đời của chúng ta, chúng ta không thoát được. Rồi đến đời đến cái ngày dưới sự tái ban hàng ngày qua đời thì chúng ta ăn năn của chúng ta vào thiên đàng đến kia, rồi dưới đất này chúng ta không được phước gì hết. Phải biết bây giờ các ngươi còn lại, các người còn lại chung quanh người ta sẽ biết rằng chính ta là Chúa, ta sẽ xây dựng lại nơi bị phá hủy, sẽ trồng trọt lại những nơi hoang phế. Chính ta là Chúa, ta đã phán thì ta sẽ làm. Amen. Không những chúng ta là người biết Chúa, nhưng mà các người xung quanh chúng ta cũng biết Chúa. Amen. Người ta biết Chúa là qua đời sống của chúng ta, đúng không? Nếu chúng ta sống không nhường gì người ta, chúng ta sống so đo, chúng ta sống một cách nhỏ mọn, không có giống như Abraham tổ phụ của mình là lót dành đất là quanh cho luôn, phải không? Chúng ta từng chút với người ta thì như vậy làm sao người ta thấy Chúa? Và Chúa nói rằng khi Thánh Linh đến và chúng ta bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bây giờ các nước còn lại xung quanh ngươi sẽ biết rằng chúng ta là Chúa. Amen. Các nước xung quanh sẽ biết Chúa là Đức Chúa Trời. Trong Israel có Chúa. Chúng ta biết rằng khi mà Môsê dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập đi trong đồng vắng thì các dân tộc xung quanh, các nước xung quanh họ biết có một Đức Chúa Trời. Đến nỗi mà một cái người đàn bà Ahab, kỳ nữ Rahab cũng biết, họ biết cả thành ta biết, khách nghe đứa con ta biết, họ run sợ, họ rung động, họ biết bởi vì họ nghe những cái phép lạ Chúa làm trên ngày hôm nay. Chúa làm nhiều phép lạ trong cuộc đời của chúng ta thì nhiều người xung quanh chúng ta họ sẽ biết có một Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng là ta sẽ xây dựng lại những nơi bị phá hủy, sẽ trồng trọt lại những nơi hoang phế. Chính ta là Chúa, ta phán thì ta sẽ làm. Amen. Chính ngay hôm nay, chính ngay cuộc đời của quý vị ngày hôm nay, những cái nơi nào hoang phế, những cái nơi nào mà cần tu chỉnh trở lại, sửa trở lại thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ sửa trở lại. Những nơi nào đổ nát, Chúa sửa trở lại. Những cái nơi nào tổn thương, Chúa chữa lành. Những cái nơi nào trong thân xác bệnh tật, Chúa chữa lành. Chúa chữa lành trong tâm trí, Chúa chữa lành trong tâm linh, Chúa chữa lành thân xác của chúng ta. Ngài làm cho chúng ta tất cả mọi sự, bởi vì Ngài phán thì Ngài có quyền làm. Amen. Hãy tin cậy vào chính Ngài. Chúa toàn năng phán như vậy, ta cũng sẽ cho nhà Israel, xin ta làm cho chúng điều này, ấy là gia tăng số người chúng nó lên như đàn chiên. Như đàn chiên làm sinh tế, như đàn chiên tại Jerusalem vào các dịp lễ. Các thành phố đổ nát đầy những đoàn người như thế, và người ta sẽ biết rằng chính ta là Chúa. Amen. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay ít quá, làm những người khác không thấy Chúa gì hết. Phải vậy không? Chúa hứa rằng là Chúa sẽ làm cho gia tăng số người trên hội thánh của chúng ta. Amen. Khi Thánh Linh đến thì như khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Amen. Tại Jerusalem, đến xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Có nghĩa là Thánh Linh đến, chúng ta trở nên nhân chứng cho Chúa và chúng ta sẽ đem nhiều người trở lại cùng Chúa. Mất 120 người trong phòng cao thì sau đó 3.000 người tin nhận Chúa Giêsu, rồi sau đó lên 5.000 người và sau đó không đếm được nữa. Amen. Gia tăng để người ta biết rằng chính ta là Chúa. Amen. 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 Hội thánh của Chúa đứng lại quá nhiều bởi vì không ai ra truyền giáo. Chúng ta nhớ chúng ta có một Đức Thánh Linh đấng truyền giáo. Chúng ta có một Đức Thánh Linh đấng làm chứng. Và nếu chúng ta không
làm chứng thì Thánh Linh cũng không làm được, bởi vì ngày hôm nay là công vụ của các sứ đồ, công vụ của các môn đồ, chứ không phải là công vụ của Đức Thánh Linh. Amen. À, nên các môn đồ, các sứ đồ đi ra giảng thì Thánh Linh cùng làm việc, nhưng mà các môn đồ, các sứ đồ không đi ra giảng thì Thánh Linh không thể làm việc được. Amen. Đó là điều mà chúng ta là vai chứng trong cái thời kỳ này. Nếu anh chị em không làm thì Chúa không làm được qua anh chị em, bởi vì anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh và anh chị em với Thánh Linh là một, phải không? Được hiệp nhất là một. Chúng ta làm chứng Thánh Linh sẽ cùng làm việc với chúng ta. Chúng ta chịu làm Thánh Linh sẽ làm việc với chúng ta. Khi chúng ta đi dạy đạo, chúng ta đi giúp đỡ những người khác, Thánh Linh cùng làm việc với chúng ta. Còn nếu chúng ta không đi, Thánh Linh không thể đi. Ngày hôm nay chúng ta nhớ là ngày xưa cái hộp giao ước phải có bốn người khiêng đúng không? Ta anh em có hai cái đồng khiêng và que, hai bên hai cái đồng khiêng và bốn người khiêng cái hộp giao ước là cái nơi mà Chúa ngự. Nhưng mà ngày hôm nay cái hộp giao ước nó không cần khiêng nữa rồi. Bây giờ mình có thể đi bộ. Amen. Cái hộp giao ước này có thể đi bộ. Cái nơi mà Chúa ngự nè, và đền thờ của Đức Chúa Trời, có thể đi bộ, có thể đi xe máy, có thể đi ô tô, có thể đi tàu lửa, có thể đi máy bay, hoặc đi khắp nơi trên thế giới. Amen. Chúng ta phải đi khắp nơi trên thế giới không? Như vậy thì chúng ta sẽ răng dẫn phúc âm. Chúng ta phải làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Như hội thánh đầu tiên khi Thánh Linh đổ xuống là bày giảng có Phi-rơ đã 3.000 người tin Chúa rồi. Phải không ạ? Gia tăng rồi Philip đến xứ Samari, rồi ta đến Antioch, phải không? Nhiều chỗ được mở rộng trong các quốc gia lân cận xung quanh nó. Hội thánh của Chúa được mở rộng bắt đầu từ Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng. Và ngày hôm nay chúng ta đã nhận lãnh và chúng ta tiếp tục trong công vụ đoạn 1 câu số 8. Hãy đi và hành động theo công vụ đoạn 1 câu số 8. Và chúng ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh và chúng ta đã nhận lãnh quyền năng của Chúa rồi. Và chúng ta phải là những người bước đi. Amen. Phải là những người bước đi. Nếu chúng ta không đi thì chúng ta không kết quả gì. Nếu chúng ta không yêu, chúng ta không bao giờ có ngày thì chúng ta gặp hại. Nếu chúng ta không làm thì Chúa cũng không thể nào làm qua đời sống chúng ta được. Nên hỡi quý bà anh chị em học thân của Chúa, chúng ta hãy làm đi. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng quý vị. Amen. Tóm lại, ơn phước Chúa ban cho loài người, thứ nhất là sự thái sạch, thứ nhì là nhận lãnh Đức Thánh Linh, thứ ba là sự thịnh vượng của Đức Thánh Linh, và thứ tư đó là nhận biết Chúa cùng ở Đức Thánh Linh. Amen. Chúng ta cùng đứng lên nhận lời cầu nguyện với Chúa trong thời gian này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.